nữ kế toán hé lộ tên luật sư. Sau khi bà Hoa mất tích, có người tìm đến trường người cháu bà Hoa theo học yêu cầu đưa về nhà để lấy một số thông tin. Tối ngày 30 tháng 5 năm 2018, liên quan đến vụ việc khai quật tử thi bà Đào Thị Hoa, sinh năm 1961, tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, sau 6 năm chôn cất để làm rõ nguyên nhân cái chết. Ông Nguyễn Duy Dụ, luật sư của gia đình bà Hoa cho biết hiện vẫn đang chờ kết quả giám định của cơ quan pháp y. Nói về cái chết của bà Hoa, ông Dụ khẳng định sự việc có quá nhiều điểm bất thường. Thời điểm năm 2012, một người cháu 18 tuổi của bà Hoa có đến ở cùng nhà được 21 ngày. Bà Hoa mất tích, người cháu này không thấy bà Hoa có biểu hiện gì bất thường. Buổi trưa đi học về, người cháu thấy chiếc xe máy của bà Hoa dừng ở ngoài sân. Trên bàn uống nước có đặt tờ giấy ghi nội dung bà Hoa dặn cháu ăn cơm trước, bà Hoa không về. Bên cạnh tờ giấy còn có sợi dây chuyền vàng của bà Hoa bị đứt rơi lại, ông Dụ cho biết. Cũng theo ông Dụ, đến ngày hôm sau có một vị phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Thành đến tận trường gặp người cháu bà Hoa yêu cầu đưa về nhà. Khi đến nơi, người cháu bà Hoa đưa cho vị này tờ giấy mà bà Hoa bỏ lại đem đi. Trước những nghi vấn liên quan đến cái chết của bà Hoa, người thân trong gia đình đã làm đơn cầu cứu gửi tới các cơ quan các cấp. Thời điểm bà Hoa mất tích, người con trai lớn đang du học bên Mỹ cũng đã làm đơn gửi về đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ. Suốt 6 năm, người con trai của bà Hoa vừa theo học bên Mỹ, vừa theo đuổi vụ việc của mẹ mình. Ngoài ra, chồng và em trai ruột của bà Hoa cũng có đơn gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đề nghị làm rõ cái chết của bà Hoa, ông Dụ cho hay. Tại thời điểm mất tích, bà Hoa đang là kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Các đồng nghiệp đều nhận xét bà Hoa là người hiền lành, tốt tính, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc. Trước khi người dân phát hiện thi thể bà Hoa trên một quả đồi gần ở xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, bà Hoa có than phiền với một vị cán bộ bệnh viện về tình hình tài chính của cơ quan đang căng thẳng. Trong khi đó, người thân trong gia đình của bà Hoa đều khẳng định người phụ nữ này không có mâu thuẫn với ai. Cuộc sống cũng diễn ra khá suôn sẻ khi các con học giỏi, kinh tế cũng được nhận xét là khá giả trên địa bàn. Ông Dụ cho biết bà Hoa có quyển sổ ghi chép công việc ở cơ quan luôn mang theo bên mình, nhưng sau khi bà Hoa tử vong, người thân không tìm thấy cuốn sổ này. Cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng cũng chưa tìm được cuốn sổ đó, nên nội dung ghi chép trong đó vẫn còn là điều bí ẩn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Lý do khiến gia đình nữ kế toán trưởng đề nghị khai quật tử thi. Thời điểm bà Hoa chết, gia đình khẳng định không có điều gì bất thường. Bởi cuộc sống vợ chồng êm ấm, con cái thành đạt. Người thân cho rằng, việc bà Hoa treo cổ chỉ là dàn dựng. Sau khi khai quật tử thi, bà Đào Thị Hoa, sinh năm 1961, kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa, huyện Yên Thành, Nghệ An, chết cách đây hơn 5 năm, gia đình cho biết. Mong chờ từng ngày để biết rõ kết quả, vì sao người phụ nữ này tử vong. Nói về nguyên nhân vì sao, gia đình lại đề nghị cơ quan điều tra lại cái chết của bà Hoa, bà Đào Thị Lý, 50 tuổi, em gái, đã kể lại vụ việc xảy ra trước đó. Theo lời bà Lý, sáng ngày 12 tháng 9, năm 2012, bà bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp chị gái, hỏi thăm bà Hoa. Bởi đã 2 ngày, nữ kế toán trưởng không đi làm. Gọi điện không được, bà Lý đến nhà chị gái, nhưng cửa khóa chặt. Phá cửa vào thấy, mọi đồ đạc vẫn bình thường. Gia đình nghi có chuyện, nên đã huy động nhiều người đi tìm kiếm. Thì phát hiện chị ấy, chết trong tư thế treo cổ, ở trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, cách nhà khoảng 2 km. Bà Lý nói, em gái bà Hoa chia sẻ, 10 người lên hiện trường, thì cả 10 nhận định, hiện trường vụ việc là giả. Lúc đó không ai dám đưa thi thể nạn nhân về, vì phải chờ công an vào cuộc điều tra. Ông Đào Quang Nghị, em bà Hoa, đặt ra một số câu hỏi, nếu chị tôi chết trong tư thế treo cổ, thì tại sao lại quỳ gối vào thân cây, bàn chân chạm xuống đất, dây thắt cổ không căng, khi rơi tự do? Tại sao hai tay vẫn bình thường, chạm vào cây dây leo xung quanh? Ngoài ra, cách thi thể bà Hoa khoảng 200 mét, gia đình phát hiện một đôi dép. Trong trường hợp, nếu đi bộ đến hiện trường, thì sẽ rách ra chân, bởi đường lên núi cây cối, cỏ vập nhiều. Tuy nhiên, dưới bàn chân không thấy vết rách ra. Bà Lý nói thêm, 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, hai chị em tôi vẫn còn về nhà ngoại chơi, ăn cơm và nói chuyện bình thường. Không có dấu hiệu gì lạ cả, em nạn nhân khẳng định.
Về kinh tế, hai vợ chồng bà Hoa đều ổn, bởi cả hai đều có việc làm. Phía gia đình thì không có gì trắc trở, chồng hiền lành, hai cậu con trai cũng học giỏi. Khi làm việc ở bệnh viện, chị ấy cũng được lòng nhiều người. Và làm tốt, nên không có lý do gì để tự tử, em nữ kế toán trưởng xấu số nói. Thời điểm đó, nhiều người thân bà Hoa muốn cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi để làm rõ sự việc, nhưng riêng bà Hoàng Thị Thảo, 80 tuổi, mẹ bà Hoa, không chấp nhận. Sau đó, ông Nghị cùng đại diện gia đình chồng bà Hoa đã ký vào giấy cam kết với nội dung bà Hoa chết do treo cổ tự tử. Đến 50 ngày chị tôi, gia đình đến hỏi cơ quan công an thì được trả lời, vụ án đã ngừng điều tra và đã khép lại. Bà Lý nói, cho rằng cái chết của bà Hoa có những điều chưa rõ ràng, gia đình đã làm đơn, đề nghị công an vào cuộc điều tra lại. Đến tháng 3 năm 2013, gia đình nhận được quyết định của công an huyện Yên Thành về cái chết của bà Hoa, không có dấu hiệu hình sự. Cũng kể từ đó, gia đình bà Hoa đi kêu oan khắp nơi, mong ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra vụ án. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 5, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã khai quật mộ của bà Đào Thị Hoa để điều tra nguyên nhân tử vong. Sau gần 4 giờ khai quật, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm. Ông Nghị cho biết, thi thể bà Hoa còn nguyên vẹn. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên. Xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương xuất hiện tình tiết mới bất ngờ quay lại phần xét hỏi. Đó là nội dung ghi âm cuộc điện thoại giữa ông Hoàng Công Tình và ông Đinh Tiến Công, điều dưỡng trưởng khoa hồi sức tích cực. Trong đó, ông Công thừa nhận với ông Tình về việc ghi thêm vào sổ giao ban năm 2015 với nội dung phân công bác sĩ Hoàng Công Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo. Trả lời hội đồng xét xử về nguồn gốc vi bằng nói trên, ông Hoàng Công Tình cho biết, trên đường từ trại giam đón bác sĩ Lương về sau 13 ngày tạm giam, bác sĩ Lương hỏi ông Tình về nguồn gốc cuốn sổ mà điều tra viên cho Lương xem qua ảnh chụp trên điện thoại. Sau đó, ông Tình đã gọi điện thoại hỏi ông Đinh Tiến Công và được ông Công thừa nhận đã được bổ sung sau sự cố. Lúc đó, tinh thần bác sĩ Lương hoảng loạn nên tôi có ghi âm lại cuộc gọi và cho Lương nghe lại, ông Hoàng Công Tình nói. Sau này, cáo trạng nêu bác sĩ Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo, nên tôi nghĩ cuộc ghi âm đó có thể là chứng minh việc bác sĩ Lương không được giao nhiệm vụ phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo và là chứng cứ để hội đồng xét xử xem xét. Chính vì thế, tôi đã lập vi bằng đó qua văn phòng thừa phát lại. Ông Tình cho biết, trước đó không biết việc ghi bổ sung này, chỉ đến ngày 12 tháng 7 năm 2017, khi sang làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra mới được cho xem quyển sổ giao ban đó. Theo nội dung ông Công khai tại tòa trước đó, việc ông Công trực tiếp ghi bổ sung là có sự bàn bạc của lãnh đạo khoa gồm ông Hoàng Đình Khiếu, trưởng khoa hồi sức tích cực và ông Tình thời điểm đó là phó khoa. Tuy nhiên, ông Tình khẳng định không được bàn bạc với trưởng khoa Hoàng Đình Khiếu về việc ghi thêm nội dung vào sổ giao ban. Cuộc họp giao ban năm 2016, ông cũng ký với tư cách chủ tọa nhưng không có phần phân công nhiệm vụ. Tôi nghĩ anh Công ghi như vậy không đúng với sự thật khách quan. Cuộc họp giao ban cuối năm 2016 là buổi bình xét hàng năm, tôi là chủ tọa nên tôi ký cũng là điều bình thường. Trong buổi sáng nay 29 tháng 5, ông Đinh Tiến Công tiếp tục khẳng định việc ghi thêm này có sự thống nhất của lãnh đạo khoa, sau khi hoàn thiện thì lãnh đạo khoa mới ký. Nói về nội dung cuộc ghi âm nói trên, ông Công cho biết không nhớ về cuộc gọi đó vì thời gian diễn ra đã gần một năm, nhưng ông Công khẳng định chắc chắn không nhận được quyết định nào phân công nhiệm vụ bác sĩ Lương. Hội đồng xét xử hỏi bà Tới, phó phòng tổ chức cán bộ, bà Tới là người được nhắc đến trong nội dung cuộc gọi nói trên. Bà Tới khẳng định từ năm 2015 khi bác sĩ Tiến chuyển lên khoa hồi sức tích cực, đến thời điểm này không có quyết định nào giao bác sĩ Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo, phòng tổ chức cán bộ không ban hành quyết định nào về việc này. Phòng tổ chức chỉ có quyết định phân công nhiệm vụ với bác sĩ Tiến, nhưng bác sĩ Tiến đã lên khoa hồi sức tích cực từ năm 2015, bà Tới nói. Bà Tới cũng khẳng định không có việc lập quyết định sau khi sự cố y khoa xảy ra, mọi việc liên quan đến nhân sự do bà Tới là người trực tiếp tham mưu trình lãnh đạo ký. Tất cả đều phải qua kiểm soát của tôi, bà Tới nói. Thực tế, tôi chưa từng nghe nói đến việc phân công nhiệm vụ bác sĩ Lương. Chúng tôi chỉ hàm ý rằng bác sĩ Lương có trình độ cao nhất nên phụ trách đơn nguyên thôi. Cũng trong sáng nay, hội đồng xét xử ông Hoàng Đình Khiếu cho biết sau khi sự cố xảy ra, ông có nói trong cuộc giao ban là phải hoàn thiện thủ tục hành chính về sổ sách cũng như các vấn đề khác.
Việc anh Công ghi lúc nào tôi hoàn toàn không biết, tôi cũng không chỉ đạo ghi nội dung cụ thể gì. Có một số cái anh Công đã nắm được rồi, nên thiếu cái gì thì anh ấy sẽ ghi. Cuộc họp giao ban năm 2015, tôi đã ký trong năm 2015, nhưng ký ngay tại cuộc họp hay không thì tôi không nhớ, ông Khiếu nói.